Chào các bác nhé, hôm nay em giới thiệu cho các bác một ít cái dây rửa xe. Dây rửa xe này thì là dây hàng bãi Nhật các bác nhé, hàng bãi Nhật thì có cái người ta bấm nó vẫn còn cái đầu như này. Đầu này thì người ta đấu vào máy, vào súng các bác ạ, đấu súng hoặc người ta có thể nối tiếp hai sợi với nhau. Đấy, hai sợi với nhau ấy thì người ta nối sẽ thông qua cái này. Đó, cái này mình vừa đấu vào máy này vừa nối được hai đầu này với nhau nhá, nghĩa là kéo dài cái sợi dây này ra. Ví dụ sợi này nó đang là 10 mét thì mình có thể nhân đôi lên là 20 mét hoặc là 30 mét tùy súng cái máy của mình chạy được khỏe bao nhiêu thì mình dùng. Cái dây này của nó thường thường nó là 16 MBA bác nhá. Đấy, nhân áp của nó cũng khá là cao đấy. Đấy, nõi của nó là nõi 9. Đấy, nõi 9 ni này các bác ơi, 9 ni này. Đấy, 16 MBA giống như em đang dùng đây này. Đấy. Dây này của nó rất là bền ha, tại vì dây hàng bãi Nhật mà. Đấy, dây của nó dây này dây 13 thì phải, nhưng mà nõi 9 nhé. 13 16 thì 13 thì phải các bác ạ. Cái dây ngoài 13 nõi 19. Đấy, đây em đang sử dụng. Đấy, em thì không có sử dụng cái súng kia, em dùng cái súng này để em vệ sinh đồ đạc của em thì em chỉ cần súng này là ok rồi. Đấy, còn các bác muốn xài súng xịn, xài súng gì thì các bác xài. Đó. Còn đây là máy của em này. Đó. Đấy, con máy này thì em nó cũng rất là khỏe, nhưng mà đây em đang chỉnh áp, em chỉ để nó ở mức bình thường thôi. Đấy, đấy bác ạ, nghĩa là em không có để cao á. Đó, tại vì em xịt đồ, em vệ sinh tùy theo cái ấy của em. Em tăng máy lên này. Đấy, đó, bác em xịt mạnh rồi, áp nó tăng lên. Đó, ghê không? Đó, rất mạnh nhá. Cái này nó xịt thuốc thì thôi rồi đó. Ok, máy xịt cực kỳ mạnh nhá. Đấy. Đây em xịt thuốc thì bá đạo. Đấy, dòng tia sứ thì nó rất là bền đúng không ạ? Những cái dòng máy này thì em thì hiện tại hết hàng rồi. Đấy. Bác nào quan tâm đến cái dòng máy này thì đợt sau bác ạ. Đấy, còn hiện tại em đang bán cái dây rửa xe. Dây rửa xe này thì là hiện tại là 350. 350 một sợi 10 mét các bác nhá. Bác quan tâm thì alo cho em. Cảm ơn các bác.